Hello bà xã. Hôm nay định đi mua gì đây nè? Đi mua đồ trong nhà, chút nữa về rồi mở ra. À đúng rồi. Về mở ra cho các đây các bạn đang mua đồ các bạn, mua vật dụng trong nhà đó. Rồi chút xíu nữa về rồi bà xã mình mở ra hết coi trong này, trong Costco này họ bán những cái gì và mình sale hấp dẫn nha. Trong này bán đầy đủ các thứ hết các bạn ơi, không thiếu một gì hết. Các bạn thấy bao la bát ngát không? Đầy đủ các loại sản phẩm các thứ hết ở trong này. Hôm nay vợ chồng mình đến đây cũng mua một số đỉnh về vật dụng trong nhà đó các bạn. Rồi chút xíu nữa về nhà rồi mình sẽ cho các bạn xem là hôm nay vợ chồng mình đi mua những cái gì ở trong Costco này nha. Em đang lấy gì đây em? Tôm hả? Đó, các bạn thấy không? Tôm người ta vô bịch như thế này đó. Nãy giờ mua được cái gì nhiều chưa? Nhiều rồi nè. Đây. À, cái này là họ làm sẵn cho mình hết rồi đây nè, cho nên cũng tiện lợi lắm. Mình mua về nhà để trong tủ lạnh đó các bạn, rồi khi nào mình thích ăn đó mình lấy ra mình bỏ trong cái microwave, mình hâm nóng lên lại là mình sẽ có một bữa ăn thôi, đơn giản các bạn. Xong rồi bây giờ bắt đầu hai vợ chồng đến đây để thanh toán tiền rồi chuẩn bị mình ra xe mình đi về. Hẹn các bạn gặp tại nhà để coi hôm nay mình mua cái gì nha. Rồi, chuyến mua sắm của vợ chồng cũng vừa về đến nhà. Rồi vợ chồng cũng có bày biện ra đây để cho các bạn theo dõi hôm nay bà xã mua cái gì nha. Mua cái gì mà mình xếp được bao nhiêu tiền. À, rồi. Giống như bạn chải đánh răng này nè các bạn. Là người ta bán như vậy, nếu mà nó không có giảm giá bữa nay á là nó phải 15 đô. Nhưng mà nó được giảm giá là nó còn lại 10 đô. Là mình lợi được 5 đô. Là mình lợi được 5 đô mà mình là 200 ngàn hả? Hai tính là 200 mấy chục ngàn tiền Việt Nam á. Là mình thấy như vậy thôi mình mua, tại vì mình xài quanh năm mà, mua hai tháng luôn. Đó, để cho nó sale mà. Rồi gì nữa? Còn cái này á là khô bò. Thì khô bò. Khô bò của Mỹ nhưng mà nó bữa nay nó cũng xếp được 3 đồng. Nó còn 17 đồng thì 300 mấy 400 ngàn hả? 17 đồng á hả? 17 đồng tầm khoảng 400 ngàn đồng thì Việt Nam đấy em. Em nghĩ vậy. À. Còn cái này á là ở Việt Nam mình là kêu sữa tắm, nhưng mà cái này là nó ở đây kêu body wash. Là mình mua bữa nay cũng giảm giá được 2 đồng. 2 đồng cho con bông. Thành ra mình mua. Còn cái này thì bánh mì cho ăn dinner. Ăn buổi sáng đó các bạn. Buổi sáng rồi dinner tối cũng được. Cái này thì 4 đồng thôi, không có giảm giá được cái đó. À. Còn nguyên cái hộp bánh này thì cũng 5 đồng. Hộp bánh 5 đồng mình được giảm giá không em? Không, cái này mình không giảm giá, này mua nguyên giá. Đây hả? Cái này không được giảm, 4 đồng 99 như năm. Cái này cặp dầu này á thì mình sale, nó giảm giá cho mình được 3 đồng. Được 3 đồng. Là nó còn 10 đồng. Rồi. Cái này là 20 đồng. 18 đồng chín mấy. Nhưng mà nó giảm giá thì mình trả còn 11 đồng mấy. Cái này là ziplock để đựng đồ á. Đựng đồ ăn. Cái này là cái bịch để đựng đồ ăn đó. Cả nhà. Đựng đồ này kia. Rồi cái này gì đây em? Mashed potato. Cái này khoai tây, nhưng mà mình làm cũng được, nhưng mà thôi sẵn đi chợ thì thôi mình mua luôn, nó giảm giá được 1 đồng. Mình mua hết. Cái này cũng giảm giá được 3 đồng đấy. Cũng khô bò luôn đó. Khô bò luôn. Cái này nè, nhất là cái giấy này. 20 đồng, 19 đồng 99 như 20 đi thì nó giảm giá là được 4 đồng. Được 4 đồng. Giảm giá mới được 4 đồng. Cái này cũng vậy, cái này giảm giá được 3 đồng.
cái Q-tip, đồ rái lỗ tai. Q-tip rái lỗ tai. Cái này mình rái cả năm luôn. Xài cả năm mà. Thường thường bên này mình đi mua, tại vô cái chỗ này anh phải xài nguyên gia đình phải đông. Mình ít mà. Còn như bịch tôm này là size 21, 20 là size bự đó. Mà cái loại tôm này là mình thích cái màu luộc lên nó màu đỏ. Cái này thì mình mua trong đây thì mình cũng rẻ được 4 đồng. Còn cái này sâm bông thì mình mua để khi nào mà có làm đồ ăn mình view cho các bạn coi. Mua sẵn. Với cái này kem đánh răng. Kem đánh răng bữa nay cũng giảm giá luôn. Cái này mình mua 10 đồng 95. Giảm giá được 4 đồng. Cái gì vậy là để cô chú để đi mắm mì để cho cô chú coi đồ nè. Sao con mới đi về cái là cứ la úm tỏi không à. Nha. Ok, chút xíu nữa đi cho ăn. Su kìa, su nằm im. Su nằm im thấy không? Thấy em ngoan không? Má mì bỏ lên, má mì xinh. Rồi đó. Còn gì nữa em? Cái này em mua dưa nè. Dưa leo, dưa này là của Nhật. Má kia nó nói vậy đó. Là ba trái này là 5. Ba trái 5 đồng. Dạ, tại mùa đông phải chịu thôi. Đó, còn cái cái size mình đó là của anh đó phải không? Cái này là cái anh thích nhất đây. Đúng rồi, mình thích nhất cái này đó các bạn. Lấy cho anh dĩ nè. Cái này thì không có giảm giá. Nguyên giá 20. Còn cái này á là cái đông lình thì cũng như là há cảo hả? Há cảo, bánh bao vậy đó. Mà cái này mình mua giảm giá được 3 đồng, 2 đồng rưỡi, 2 đồng rưỡi giảm giá. 2 đồng rưỡi không? Còn trả 7 đồng mấy. Mà cái này ăn mấy lâu. Còn Entro Sweet là cái cà chua đó, cà chua ngọt. Để mình ăn salad hay này kia. Ok. Đó, cái này là khoai tây nướng. Khoai tây nướng. Khoai tây nướng. Mua cái này sẵn luôn, mình khỏi cần phải làm. Cái nào làm, còn cái nào có sẵn thì mình mua. Còn mình thích nhất nhà là mình thích nhất ăn muối hột. Muối hột thì nó đỡ mặn hơn muối diễn đó, các bạn. Cái này thì cặp gì là 5 đồng đây. Cặp rắn đồng ha. Dạ, ăn cũng lâu lắm. Rồi cái sữa thịt đâu? Không. Đây. Đâu, mở bao ni lông đi cho coi. Đó. Nó là steak. New York steak, hiểu không? New York steak đây nè. Cái này mình nãy làm steak ăn là hết ý phải không em? Dạ, cái đó làm steak ăn mềm á. Rồi cái này cái gì đây em? Em mua cái này để bữa nào em làm bò lúc lắc. Làm bò xào hay này kia đó. Vô bữa nay nó giảm giá thành ra cũng mua luôn. Cái này 25 26 đô nè. Đâu để anh coi. 26 đô. 26 đô là bao 6 nhiêu? 6 đô là tầm khoảng 700 ngàn. 26 đô không tới 500 600 ngàn gì đó. Mình cũng không có rành nữa, tiếng tiền Việt của thay đổi liên nhưng tục. Cái này là được như vậy là được một cái hai cái 1,5 kg. Ký rưỡi em. Này 1,5 kg. Đó là những cái thành phẩm của hai vợ chồng mình gặt hái được ngày hôm nay. Dạ, đó cũng đầy đủ, cũng tạm ổn. Coi cái receipt nha. Ok. Cái receipt này nó nói là em xếp được là 30 gần 40 đô. Được 40 đồng là mình lợi rồi, tiết kiệm được 40 đồng. Mình tiết kiệm được gần 40 đồng. À. Nhưng mà mình mua nó tới 400 đồng. Mua nó 400 đồng mà tiết kiệm được. Mình đi ở đây thì mình chỉ cầm cái thẻ này thôi là mình đi trả chứ mình không có cầm tiền. Đó, vậy đó, rồi đưa về rồi. Rồi bây giờ ba em là đồ gì đây nè, má mì nè, là lấy cho em là cái cây cái cây gích gơ cho em là ăn nè, cho em là ấy nè. Sáng giờ má mì đã đi từ sáng giờ phải không? Su đâu? Xuống đây coi, đi biểu coi. Su. Nghe lời má mì thôi. Ồ quên mấy cái giấm nữa nè. Giấm đâu? Đây, giấm này nè là mình thường mua để mình rửa cá, là rửa thịt rồi rửa cái gì trong nhà mà dơ này kia đó là mình rửa cái giấm này không à. Còn mình ăn là mình ăn giấm gạo. Giấm để mình rửa thịt rửa đồ đó các bạn. Mình mua
giấm đó. Giấm đó nó mạnh lắm nên mình không có... High five nó đi. High five, giỏi quá. Rồi, sit down. Sit, ok. Bella, where you go? Ok, so stand up. Yeah, turn around. Nè. Hello các bạn ơi, khi nãy đến giờ là vợ chồng mình có đi shopping hôm nay về đó. Thì cũng mua một chút đỉnh đồ cho gia đình xài. Rồi cũng như một số đồ thức ăn đó. Thì thu hoạch. Đây thu hoạch thì cũng thu hoạch cũng ngon lành lắm đại gia đình. Thôi thì thời gian cũng giới hạn rồi. Cái video clip đến đây mình xin tạm dừng. Hẹn các bạn cái video clip đến. Chúc đại gia đình của mình một ngày mới vui vẻ. Một ngày vui vẻ. Tốt đẹp nha các bạn. Tốt đẹp. Xin chào. Bye bye.